Các bạn dùng thẻ P xong xuống dòng trong trường hợp này không đúng đâu nha các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ tạo một cái thẻ div nào. Để class nè. Giả sử cô để là box. Ở đây các bạn để cho cô làm image. Vào cái hình nhá. Cô lấy đỡ cái logo đi. Đây. Đó. Các bạn chạy lên. Đó, cho cái hình sao bự dữ vậy. Rồi các bạn chọn, các bạn dùng set s nè, đây chấm box nè, các bạn để cái width của nó nè, các bạn để là chiều ngang các bạn để khoảng 200 pixel, chiều dọc các bạn để cái hay là giả sử 250 pixel. Đó, cái hình các bạn để cũng tương tự như vậy, cái hình các bạn để là chấm box img. Đấy, các bạn để cái này cho cô. Rồi các bạn chạy nhá. Nó nhỏ lại rồi thấy không? Bự dữ vậy. Cái này là cho mấy các bạn? 100 hả? Vẫn bự. Cái này là 50 hả? À quên, hình chưa sửa mà 100, đúng rồi. Các bạn phải sửa hình luôn chứ. Hình phải sửa luôn nha. Cái div sửa hình cũng sửa luôn nha. Đấy, cho nó nhỏ lại. Cái này là khoảng 150 thôi. Đó. Đấy, hình nhỏ như vậy nhá. Được chưa? Rồi các bạn để nè, trong cái div này nè, các bạn để cái padding nè. Padding nè. À, để 10 pixel. Xong các bạn để cái background color yellow chẳng hạn. Đấy. Đó, thì ra màu vàng chưa? Ok chưa? Ok, rồi các bạn bây giờ chỉ cần copy cái này sang thôi. Ctrl C cái div, Ctrl V nè. Đó. Nó nhảy xuống đúng không? Bây giờ muốn nó nằm ngang thì các bạn chỉ cần thêm cho cô cái dòng là float left vào đây nữa. Lot left. Đó thì nó căn, các bạn thấy chưa? Các bạn để cái margin nữa. Margin giả sử để 5 pixel đi. Đúng không? Cách chưa? Thế thôi. Đấy. Sau các bạn xuống dòng, copy thôi. Copy thôi, bây giờ set s không cần phải sửa thêm gì nữa. Đó, thấy chưa? Ok. Xuống dòng. À, cái này các bạn có 2, 4, 5 đúng không? Muốn cho nó khoảng 4 cái thôi. Nó xuống dòng. Các bạn để cái trên này bứ lên tí, hoặc để kích thước bứ lên tí. Nó đẩy ra đây này. Thì cái này được gọi là cái box. Được chưa? Rất đơn giản. Ok. Bài 1 đơn giản đấy, cái cô hướng dẫn đây luôn này. Có gì đâu. Đó, chỉ có set s này thôi nè các bạn. Đó, cô đặt kích thước set s này, chẳng có cô đặt kích thước thôi. Lần sau các bạn đổi thì các bạn đổi một chỗ ở đây thôi. Ở đây các bạn không cần đặt kích thước trên này luôn. Các bạn đặt trên set s luôn. Thì đó là bài 1. Ok. Rồi các bạn muốn làm các bạn có thể chụp hình cái này nhá. Các bạn chụp hình cái này đi. Bạn nào mà làm chưa ra thì chụp hình luôn cái này đi. Rồi ngồi làm luôn cho cô nhá. Rồi con bài 2 nè. Bài 2 nè. Bài 2 thì nó đâu rồi? Đây. Bài 2 thì nó có thêm cái chữ nè. Thì đặt chữ trên nè, đặt chữ dưới nè, đặt cái hình ở giữa nè là xong. Bài 2 tương tự nhá. Cô sửa luôn bài 2 nè. Đặt thẻ P ở trên nè. Được chưa?
chữ ví dụ Nokia gì đó, đặt cái chữ ở dưới nào, đặt thêm cái P nữa ở dưới nào. Cái này là 148 nè. Đặt là ví dụ đô la nè, 148 đô la chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì các bạn đây thấy nó sẽ nhảy lại nè. À, chữ Nokia nè. Nó đẩy cái này ra đúng không? À, thì bây giờ các bạn cái chữ nó bị mất nè. Thì bây giờ cô sẽ chỉnh lại xíu nè. Đây. Tại vì cái hình này nó vượt quá nha các bạn. Cô bỏ luôn cái padding này đi nè. Rồi, cái này là cô không để là 150 pixel hay nữa. Mà ấy, cô để là auto đi. Được chưa? Ok. Rồi. À, hay này là 100 100. 100 luôn. Rồi. Đấy. Ok, đây đây đây. Bỏ cái padding ra. Padding để 5 pixel thôi. Đấy. À, sợ cái chữ P mà nó xuống dòng dã man như chưa. Đó. Rồi ở giữa nha, căn giữa nè, các bạn để cho cô tách line center là nó căn giữa nè. Đây là chữ center. Đấy, là chữ nó bay ra giữa nè, thấy không? Bỏ cái background đi, dấu hoắc. Rồi. Ok, bây giờ các bạn cái hình đâu? Cái hình của nó đâu? Cái hình nó rồi. Đây, kích thước nó bừ ra một tí nha các bạn. À, các bạn để bo góc nè. Ok. Kích thước ở đâu rồi? Đây. Hay là để 150 pixel luôn. À, width chứ. Được chưa? Đấy, và các bạn để cái border radius nè. Border radius nè, để khoảng 5 pixel nè. Sau đấy các bạn để cho nó là cái box shadow. Cái box shadow các bạn để là không không, để cái độ mờ độ nhòe là 5 pixel, và các bạn để gray, cái màu gray chẳng hạn. Chưa? Đâu rồi? Đây. Đấy, nhưng mà cái này hơi bự nha. Cái này cô để hơi bự. Ok. Được chưa? Rồi, ở đây cô sẽ cho mấy anh này vào. Copy lại này các bạn. Đấy, copy lại anh này. Ctrl C. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chưa? À, đấy các bạn thấy là nó bị nhảy xuống đúng không? Thì cho nó kích thước nó nhỏ nhỏ lại thôi. Cái này hiện tại là cô để margin là 10, 15 thì bây giờ cô để cũng 5 thôi. Ra chưa? Thấy chưa? Đấy, cái độ bóng của nó là nó sẽ để nhòe, nó sẽ thay cái border. Các bạn nếu mà để border nó cứng lắm, nếu mà để cái border á, thin solid cái gì đó thì rất cứng, thì người bây giờ người ta thay cái border bằng cái độ bóng box shadow mà có độ nhòe á, thì nó các bạn thấy nó giống cái viên luôn. Cái box shadow này nó giống cái viên luôn ha. Đó, bài 2 như vậy đó các bạn. Căn giữa này để chữ nằm giữa nè, padding nè, margin nè, plot left nè. Ok. À, các bạn cho kích thước bự lên, width 150. Ui trời. Width để 250 đi. À. Đấy, nó đẩy xuống thấy không? Margin để 10 pixel đi. Padding để 10 pixel, thực ra padding chả cần. Đó. Nó đẩy giữ đẩy ra. Rồi muốn cân giữa thì dễ lắm, muốn cân giữa thì các bạn để nó cái dip, các bạn cho đẩy nó ra giữa thôi. Dip bao nó xong nó từ nó đồng nó bao đẩy giữa. Ok. Các bạn nhìn nhá. Bây giờ các bạn có hai cái chữ ha. Hai cái chữ nha.
Đây, chữ màu đen và chữ màu đỏ thì cô chỉ cho các bạn cách dùng làm như sau nè. Cô sẽ để trong cái thẻ này nè. Cô để cái thẻ span hoặc im cái span. À, đây là class các bạn đặt là bằng là price delete trật tự các bạn ơi. Đấy, các bạn tạo nó thêm một cái span nữa. Các bạn đặt tên cái class của nó, các bạn đặt là price nha. Rồi cái này các bạn để là 148, vì vậy cái này các bạn để là gì ạ? Cái này các bạn để là đô la. Cái này ví dụ các bạn để là 120 đi ha. À 158 đi ha. 158 mà bị giảm thành 100 cho tớ. Sao có nhóm nào mà manh đồng dữ vậy trời. Rồi các bạn để cho cô như này nè. Box chấm. Chấm box cách cái chấm price. Hình như nó sai sai chỗ nào. Đây. Đây. Các bạn đặt cho cô là font weight là để bold. Rồi cái text decoration. Decoration để là light through. Through. Đây light through nè các bạn. Là gạch ngang. Hiểu không ạ? Rồi con box chấm price các bạn để là font weight cũng bold luôn. À còn các bạn để color là red. Đó, các bạn chạy nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi các bạn chỉ cần copy thôi. Các bạn làm một lần thôi, còn những lần khác các bạn copy thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, thấy chưa? Lần sau mà sửa, muốn sửa phông chữ cho bừ lên chẳng hạn. Ví dụ tôi muốn cái chữ giá này, cái giá này nó bừ lên chẳng hạn. Thì tôi chỉ có để cần thêm cái ánh này thôi, phông sai. Để 30 pixel chẳng hạn. Đấy, thấy bực thì ghê quá. Thấy chưa? Tức là mình sửa một lần thôi, tất cả nó apply theo. Thì những cái này được gọi là cái box. Tức là các bạn dùng class. Thứ nhất là CSS là các bạn dùng class. Tại vì class là sử dụng được nhiều lần. Cái thứ hai nữa là các bạn lưu ý là các bạn chỉ tạo một CSS thôi, các bạn apply cho toàn bộ các cái box này. Nó tiện hơn rất là nhiều và nó dễ hơn rất là nhiều ha. Được chưa? Các bạn thấy rất dễ ha. Đấy. Ok.